Rồi hôm nay là mình sẽ làm là gỏi cá cô phiên nha. À không đây. Mình sẽ làm gỏi cá cô phiên các bạn ơi, đó còn sống nha, tươi sống. Rồi lắm. Rồi sau khi mình làm gỏi cá xong rồi bắt đầu là xin mời các bạn nha. Đây hôm nay là mình chấm với lại muối dưa chanh một bạc. Gỏi cá nha. Cá béo ngọt ngon quá các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Quá ngọt. Cá bự lắm á. Cá bự rồi. Bạc nặng quá. Này có lon bia chị gù đế, gù đế ngon không? Tàn nặng quá. Thank you.